Nó yên, để chị kiểm tra xem nào. Trời ơi, hôm nay mẹ này không có nhà, ba không có nhà. Ủi, em nhỏ quá. Đấy đây rồi, chú bỏ cái này cho vào miệng à. Đây, em ngậm vào xem nào. Wow, em 38 độ rồi này. 38 độ, chú bảo 38 độ này em bị sốt rồi đấy. Với số điền theo 2, 4, 6, 8, 9. Mẹ ơi, em này. Ô, Sushi, em làm sao đấy? Em đau đầu lên, em chóng mặt lắm rồi, em sầu lắm ra. Ôi, chị xem nào, chết rồi. Ôi, em bị sốt rồi đấy. Nhưng mà mẹ không ở nhà, ba không ở nhà. Làm thế nào bây giờ? Chết rồi, làm thế nào bây giờ nhỉ? Phải làm gì? Lúc ốm thì phải làm gì đây? Chết rồi, mọi lần chị không để ý cơ. Chị chỉ thấy là... Thế thôi, em ơi, em nằm tạm xuống đây nhá. Xong rồi chị chạy ra hiệu thuốc để chị hỏi xem là chú bán thuốc xem mà phải uống cái gì nhá. Đây, em nằm đây. Nằm đợi chị một tí. Nằm, ôi, đừng nằm như thế nào. Nằm đây nhá, nằm đây đợi chị, biết chưa? Chết rồi, chờ nhá. Không được ngồi dậy nhá, nằm im đi nhá. Chị đi hỏi chú bán thuốc. Ừ. Chú. Là sao? Bình tĩnh. Chú, em. Em cháu làm sao? Em cháu đi học về, đầu nóng, xong rồi kêu là hoa mắt chóng mặt, sợ người nóng lắm chú ạ. Mà bố cháu không có nhà, mẹ cháu không có nhà. À, thế chế độ hôm nay trời thay đổi thời tiết mà. Vâng ạ. Thế nhà cháu có cần nhiệt độ không? Cái mà cho vào miệng ấy hả chú? Đúng rồi, cho vào nách ấy. Dạ. Bây giờ cháu về nhá, cho em vào nách này. Vâng. Vào 5 phút bỏ ra, nếu mà 38 đến 38 độ rưỡi này em cho sốt thôi chưa? Vâng ạ. Đấy, thì là em cho sốt rồi. Vâng ạ. Còn 37 độ thì là không bị sốt. Vâng, cháu về đây ạ. Từ. Vâng ạ. Chú bảo này. Về lấy nước ấm này, lấy nước ấm mà vừa tay. Dạ. Còn lấy khăn mặt dấp nước xong rồi trường lên trán cho em thấy chưa? Ơ, cháu tưởng là nóng như thế thì mình phải trường khăn lạnh chứ chú? Không. Khi mà cơ thể nó nóng như thế không được trường khăn lạnh. Dạ. Sẽ bị hạ nhiệt độ đột ngột. À, vâng thế ạ. Cháu phải trường khăn ấm như chưa? Trường khăn ấm ạ, vâng ạ. Ừ. Đây, thuốc đây. Thuốc này là thuốc hạ sốt này. Vâng ạ. Nếu mà về đúng lời chú bảo ấy. Vâng. Là sốt 38 độ đến 38 độ rưỡi. Vâng. Là cháu cho em ăn cái tạm cái gì xong uống thuốc nhá chưa? Thế này mấy viên chú? Uống 2 viên sau ăn nhá chưa? Đầu tiên là mình phải ngậm vào mồm trước, xong rồi đắp khăn xong cho uống thuốc hả chú? Đúng rồi. Cho ăn nhớ phải ăn nhá chưa? Phải ăn hả chú? Ờ. Vâng ạ, con cảm ơn chú. Chú chiều về mẹ con trả tiền thuốc nhá, con không có tiền. Ờ, cháu cứ về đi. Vâng ạ, con chào chú. Ừ. Em ơi, em mệt không? Ô, con nằm yên để chị kiểm tra xem nào. Trời ơi, hôm nay mẹ này không có nhà, ba không có nhà. Ủi, em nhỏ quá. Đấy đây rồi, chú bỏ cái này cho vào miệng à. Đây, em ngậm vào xem nào. Rồi, chị xem nào. Wow, em 38 độ rồi này. 38 độ, chú bảo 38 độ này em bị sốt rồi đấy. Chú bảo, chị trường khăn. Nằm mới đợi chị nhá, để chị đi lấy nước nóng. Chị trường khăn chưa? Trường nước nóng à. Đẩy vải cho em đỡ nóng. Ấm ấm rồi. À, em ơi, nằm ngửa ra nào. Để hạ sốt nhá, trời ơi. Có ấm không em? Trời ơi, đây này nóng này. Đó. Nằm một lát cho nó đỡ nhá. Chết rồi, chị không dám gọi điện cho mẹ ấy. Mẹ mà biết là mẹ sẽ lo lắm. Mẹ đang đi làm mà hôm nay mẹ có cuộc họp rất là quan trọng luôn. Chắc là em không sao đâu nhở. Chú gọi là 38 độ thì chưa sao. Phải từ 38 độ 5 mới 39 độ thì mới phải gọi mẹ. Chắc là không sao đâu. Đấy, đắp khăn nó mát rồi đấy. Em ngồi dậy đi, ăn tạm cái bánh rồi uống thuốc nhá. Đây, em ăn đi. Thế hôm nay ở trường lại chạy ra ngoài chơi đúng không? Trời nắng ấy. Thế hay là vì làm sao? Nè, ăn đi rồi uống thuốc. Đây, tí nữa chú bảo uống. Chú bảo uống 2 viên. Ừ, đúng rồi. Ăn đi. Thân em. Khoan không? Cố ăn đi nhá. Cố ăn nó để còn lấy súp để uống thuốc nhá. Thảo giữ đây, chị ra chị lấy nước cho rồi à. Rồi để uống thuốc. Ăn tạm một vài miếng cũng được.
cong cong, tới nguyên đấy luôn. Rồi thôi, à, em cong cong cái tay để chị đổ thuốc thôi nào. Hai viên đúng không? Một, hai, rồi, đổ miệng đi. Được chưa? Chứ là nằm không nên nghỉ nhá. Không nên nghỉ tí nữa, ba mẹ về. Đấy, để chị đắp khăn, để chị lật khăn cho, để chị lật khăn cho. Sao này em không làm sao đâu nhỏ, em ngủ đi. Em cho chân lên. Rồi ngủ đi nhá. Mệt quá, ăn được mỗi tí á. Giúp đây. Làm như không ngủ đi, như chị lại ngủ khăn thôi nhá. Mắt vào ngủ đi em. Ngoan lắm, ngoan lắm. Xin chào tất cả các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.